Chuẩn bị xem thằng này nó TP thử nè. 2 phút nữa. 1 phút nữa xem thằng kia nó tele nè anh em. Thấy nãy vừa liếc qua thôi chưa kịp xem kỹ. Xem thằng này nó tự động tele về. Mười bốn giây nữa. Hệ thống nó tự đẩy về luôn. Không phải đâu, do hệ thống nó update đấy. À, để mở cái này cho anh em nè, vừa nay mới vào live chưa đọc được cái này. Mở cái này cho anh em đọc này. Do hệ thống nó cập nhật lại ấy. Đó đây nè anh em. Trong khi diễn ra vương quốc đã mất. Nếu vị trí của một thành phố trở thành một phần của lãnh thổ của kẻ thù, thành phố sẽ tự động được dịch chuyển về tỉnh thành khởi đầu. Đó, update nè, do anh em mình không đọc ấy, nó gửi thư mà mình hồi nãy mình cũng đọc luôn, xong ông Rock Gaming gửi cho mình mới biết.